quả thì được đó. Tức là khi khách đến là khi nào phải mình thứ này là mình chín, đây là mình dùng ra đây. Ok. Mình phải chín đây thì mới được, mình phải xay khách, còn mình phải chọn một quả thầu mới chín được. Được rồi. Cảm ơn nha. Em hết chỗ này cho chị lấy đi. Được. Lấy đi. Mỗi chân hết thì mỗi bông lọc đi chứ. Vâng, em hết cho vào lọc. Vừa vừa thôi, vừa vừa thôi. Mấy cái này, cái này kiểm tra lọc không? Chưa, bây giờ sao? Bây giờ bảo anh đi mua ít dầu để đổ luôn vào cái máy này nữa. Bỏ vô máng keo à? Hả? Bỏ vô máng keo à? Bỏ vô là... Bỏ vô là... Bỏ vô là... Bỏ vô là...